Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài đã cho chúng sinh ngộ ra chân lý sống, sống không giận không hờn không oán trách, sống mỉm cười với thử thách chông gai, sống vươn lên theo kịp ánh ban mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài đã cho chúng sinh ngộ ra chân lý sống, sống chan hòa với những người chung sống, sống là đồng nhưng lòng vẫn bất đồng, sống là thương nhưng lòng chẳng dấn. Yeah.
Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh. Cung kính bái bạch trên Chư Tôn Hòa Thượng Ban Chứng Minh, Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa Đại Đức trong Ban Chức Sự Hạ Trường và Thiền Đường Đại Chúng Chứng Minh. Tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ, tâm tạo tác, với ý hướng chánh như chánh pháp, đó chính là từng bước chân an lạc theo sự hướng dẫn của bậc xuất trần thượng sĩ Thích Đức Lộc. Nên sáng hôm nay, trước từ dung của chư Tịnh Đức, Ban Chức Sự Hạ Trường trong và Thiền Đường Đại Chúng Hạ Trường Phước Thới, đạo tràng chùa Phước Hội, với những sinh viên là những bước chân an lạc trong từng hạnh phúc của ý niệm hướng về chân Phật, sẽ thấy tình thương dịu ấm lòng. Thế nên giờ đây chúng con xin được bái thỉnh chư Tịnh Đức chứng minh đại cho đại đức Đức Lộc dâng lời tác bạch cúng dường trai tăng tại Tịnh Nghiệp Đạo Tràng Phước Thới. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bái bạch quý Tôn Hòa Thượng Chứng Minh, quý Tôn Đức Thiền Đường Đại Chúng. Giờ này chúng con tỳ kheo Thích Đức Lộc đối trước quý Ngài, thay lời cho tất cả nam nữ Phật tử, đạo tràng chùa Phước Hội và các em sinh viên đến từ các trường đại học trở về đây để tác phước gieo duyên, có duyên sự đầu thành đảnh lễ cuối sinh tác bạch. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bái bạch Chư Tôn Hòa Thượng Chứng Minh, quý Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tòa, Chư Tôn Thiền Đức trong Ban Chức Sự Hạ Trường, quý Chư Tôn Đức Hành Giả An Cư nơi trú xứ Tịnh Nghiệp Đạo Tràng chùa Phước Thới nơi đây chứng minh. Kính bái bạch quý Ngài, lời di huấn cuối cùng của Đức Thế Tôn đã để lại cho hàng tăng sĩ xuất gia hoằng truyền chánh pháp của Như Lai, luôn lấy giới luật làm thầy, y cứ chân lý để hoằng truyền chánh pháp của Ngài, để cho ngọn thiền đăng Ngài tỏa sáng và ánh từ quang lan tỏa khắp năm châu bốn biển, và để cho nhà nhà mọi người đều được hưởng chữ Âu Ca Thái Bình, xứ xứ đều được thành trì, và tất cả mọi người đều được an lạc trong chánh pháp, và nương tựa từng bước chân của chư liệt vị tiền bối tổ sư là những sứ giả của Như Lai. Tuy mặc dầu Đức Thế Tôn đã ký tất
để trở về cảnh Niết Bàn hơn 26 thế kỷ. Nhưng ngọn đèn thiền đăng ấy vẫn sáng tỏ ngày hôm nay và mãi mãi trong tương lai, là nhờ các bậc tổ đức cũng như quý tôn đức nương theo giới luật của Đức Phật, nương theo chân lý của Ngài để diễn dương, để hoàn truyền, để tiếp nối. Kính bái bạch chư tôn đức, trong 3 tháng an cư kiết hạ, đây là một pháp rất được sự chú tâm của Đức Thế Tôn và tăng đoàn từ khi thành lập Tam Bảo nơi vườn nay. Bài pháp đầu tiên Ngài đã chuyển pháp luân và an trú an cư kiết hạ lần đầu tiên cũng nơi vườn nay ấy. Và lần cuối cùng Đức Thế Tôn đã nhập Niết Bàn tại Câu Thi Na. Tất cả những lời chỉ dạy của Ngài như là một bức họa đồ, như là một bức tranh, như là một giáo pháp thầm thâm vi diệu để nhắn gửi lại cho các hành thánh đệ tử. Nương vào tứ diệu đế là 4 con đường sự thật, 4 con đường chắc thật, 4 chân lý không bao giờ thay đổi mà Ngài đã khẳng định ở trong Kinh Di Giáo. Kính bái bạch chư tôn đức, hôm nay con tỳ kheo Thích Đức Lộc hướng dẫn nam nữ Phật tử đạo tràng chùa Phước Hội và các em sinh viên trong nhóm Bước Chân An Lạc của đạo tràng chùa Phước Hội. Kính bạch quý Ngài, với tâm niệm để hồi hướng phước thiện trong sạch, công đức phước báo được tròn đầy, cầu nguyện cho thế giới thanh bình, cho đất nước được an lạc, cho đại dịch được chống qua, và đồng thời cũng hồi hướng cầu an cho gia đạo, các nam nữ Phật tử sở nguyện tùng tâm các tường như ý, và hướng tất cả những trái tim còn non kém, còn nhỏ bé bước theo những bước chân an lạc của quý tôn đức để tìm cầu chánh pháp và tìm cầu phước lạc để hồi hướng cho các em trong tương lai, trong sự nghiệp và trên con đường làm ăn, lúc nào cũng được thuận lợi, lúc nào cũng được thuận buồm xuôi gió. Kính bái bạch chư tôn đức, giờ này tất cả những trái tim một dạ chí thành hướng về niệm ân Đức Phật, niệm ân Đức Pháp, niệm ân Đức Tăng, với sự chứng minh của chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, chư tôn thiền đức thùy từ chứng minh cho tất cả những trái tim thành kính này hướng về Tam Bảo để cầu nguyện phước lành đến cho tất cả thế nhân. Và chúng con cũng có chút ít tịnh tài phẩm vật bằng tất cả những tấm lòng của các em hướng về chư tôn đức sấm sanh trai duyên, dâng lên cúng dường hiện tiền chư tôn thiền đức tăng, chứng minh cho Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. A Di Đà Phật, quả thật bao giờ quy hướng về chân Phật là thấy tình thương dịu ấm lòng. Thế nên vừa rồi lời tác bạch chân thành chí kính của Đại Đức Thích Đức Lộc là một vị tăng trẻ giảng viên của trường Cao Trung Phật Học thành phố Hồ Chí Minh và Cao Trung cấp giảng sư của Ban Hoằng Pháp Trung ương Đại Đức Thích Đức Lộc vừa dâng lên, với tinh thần hướng dẫn các em trong những vị là tương lai của đất nước, tương lai của Phật Pháp, là những vị sinh viên trẻ tuổi với bước chân an lạc, với màu áo màu sen đỏ rực dịu ấm lòng, với những Phật tử tại đạo tràng Phước Hội cầu nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ để quý Phật tử như sở nguyện cho các em thanh thiếu niên là những vị sinh viên được thành tựu sở nguyện góp sức mình cho đất nước, cho đạo pháp. Vì vậy không thể nào
thiếu đạo từ trên chư tôn hòa thượng, đó chính là Tôn Mạc Tôn Hồ Đạo, Mỹ Mạc Mỹ Hồ Đức. Thế nên chúng con xin được cung kính đảnh lễ bái thỉnh hòa thượng thiền chủ của hạ trường Phước Thới đạo từ chứng minh, xin được bái thỉnh hòa thượng. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Tây Thiên Triền Tứ Thất Kế Nhị Tam Việt Nam Lịch Đại Ngũ Gia Tông Phái Triền Giới Triền Giáo Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Phước Thới Đường Thượng Chư Liệt Vị Tổ Sư Khai Sơn Tạo Tự Tiền Bối Tác Đại Chứng Minh. Kính lễ Đức Hòa Thượng Thiền Chủ Viện Chủ Chùa Phước Long, Chứng Minh Ban Trị Sự Phật Giáo tỉnh Tiền Giang, Thượng Tọa Thích Thiền Sanh, Chứng Minh Ban Trị Sự Phật Giáo huyện Cái Bè, cùng chư Tôn Đức Thường Trực cũng như chư Tôn Đức Ban Chức Sự Hà Trường cùng Thiền Đường Đại Chúng Chứng Minh. Kính thưa Đại Đức Thích Đức Lộc và Đạo Tràng Phật Tử cũng như các em sinh viên trường đại học thân mến, hôm nay các con đã hội đủ duyên lành, nương theo lời Phật dạy, theo dấu chân của chư Tôn Đức, thân lâm về nơi tịnh nghiệp Đạo Tràng Chùa Phước Thới để dâng hương hoa phẩm vật tịnh tài để cúng dường mười phương chư Phật và hiện tiền Đại Tăng. Thầy rất lấy làm hoan hỷ khi nhìn thấy đạo tâm, đạo hành của tất cả các vị đã thể hiện một cách trọn vẹn trên cái tinh thần tứ trọng ân của người con Phật. Nhớ lại khi xưa Đức Thế Tôn sắp tịch diệt nơi rừng Ta La sông Thọ, trong nửa đêm phia canh vắng, Ngài gọi hàng tứ chúng lại và đinh ninh dặn dò cặn kẽ rằng: Này các tỳ kheo, tỳ kheo ni, U Bà Tắc, U Bà Di, các ông muốn bảo tồn chánh pháp trên cuộc đời này để làm lợi ích cho nhân thiên và loài người thì phải thực hiện như Ba La Đề Mộc So, thì xem như thân mạng ta còn đây vậy. Ba La Đề Mộc So tức là giới lực của Đức Phật. Phật đã tịch diệt mấy ngàn năm nhưng giới pháp của Ngài vẫn rạng ngời trong lòng của mỗi chúng sinh. Thế cho nên chúng ta là những người đệ tử Phật. Đức Phật đã nhập tịch diệt từ lâu, chúng ta lấy giới lực để làm thầy, để làm kim chỉ nam, và lấy giáo pháp của Đức Phật để làm nơi nương tựa, để tu hành và để làm những cái việc mà Đức Phật đã làm, đã trải qua, và cố gắng tự mình phải nỗ lực, phải tu tập. Giới đức còn giới đức trang nghiêm, thanh tịnh, hòa hợp thì tăng đoàn vẫn còn mãi mãi trên thế gian này. Và các Phật tử phát tâm gieo duyên tam bảo để cúng dường cho chư Tăng, để tạo cái phước duyên, nhất là hồi hướng cho cha mẹ ông bà quá cố của chúng ta được nương nhờ pháp cúng dường mà siêu sanh về cảnh Phật. Người hiện tiền cũng như thân bằng quyến thuộc được tăng phước, tăng duyên, bồ đề tâm tăng trưởng, và các em sinh viên cũng được đầy đủ sức khỏe và tinh tiến trên con đường học vấn để làm một trong những thế hệ cho tương lai đất nước và mãi mãi là những người con Phật trung kiên để hộ trì chánh pháp.
để chứng minh cho pháp lễ hôm nay, cung thỉnh quý ngài đồng niệm hồng danh Đức Bổn Sư ba lần để chứng minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Trên chư tôn hòa thượng chứng minh, chư tôn đức băng trước sự hạ trường, quý hành giả an cư đã thùy từ chứng minh cho rồi, còn chỉ dạy cho chúng con những bài học chân lý. Chúng con nguyện khắc cốt ghi tâm và nương theo bóng bát diệu hiền bằng lòng từ bi vô hạn của quý ngài để học tu, để chuyển hóa ở trong cuộc đời này. Giờ này toàn thể chúng con năm vóc sát đất đầu thành đảnh lễ cúng dường tam bái. Nhất tâm kinh lễ tịnh nghiệp đạo tràng an cư kiết hạ chư tôn hòa thượng thượng tọa đại đức tăng tam bái. Thank you.
Mô A Di Đà Phật. Nam 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 Mô A Di Đà more.